Kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 4 tháng 8 năm 2022, kênh Nhà Nông Miền Tây cập nhật giá mít Thái tại khu vực miền Tây để cho bà con mình tham khảo. Thì thưa bà con, đúng như dự đoán của rất là nhiều vụ lớn cũng như là nhiều bà con trồng mít có kinh nghiệm lâu năm thì cho biết là giá mít đó là sẽ là tăng cho tới rằm tháng 7. Thì lúc đó mới tính tiếp được. Thì đúng là như vậy hả bà con ha. Những ngày qua thì giá mít lại tiếp tục trên đà tăng. Và hôm nay là đã chạm ngưỡng là trên 20.000 đồng một ký bán tại vựa nha bà con nha. Đó, một cái tin rất là đáng mừng luôn. Hôm nay cũng vậy, tiếp đà tăng nữa. Thì trong cái thời điểm mà giá mít tăng như vậy đó thì người dân bán mít có lời, anh em thương lái đi cắt mít cũng đã đỡ vất vả hơn thời điểm trước. Cho nên là trong cái giai đoạn này đó thì bà con thấy là cái thị trường mít Thái nó rất là sôi động luôn. Anh em đi vào vườn cắt mít đó cũng rất là nhiều. Nhưng mà do hiện nay là mít tới lứa thu hoạch là gần như là rất là ít. Vườn chỉ có ít trái thôi chứ không có nhiều, cho nên anh em thương lái phải đi rất là nhiều nơi, đi rất là xa thì mới gom đủ số lượng đem về để bán cho vựa được. Đang mùa nghịch mà bà con, cho nên giai đoạn này thì anh em thương lái phải chịu khó một chút xíu ha. Quay trở lại tình hình giá ngày hôm nay thì thưa bà con, như kênh đã nói là giá tiếp đà tăng. Cụ thể hôm nay tại Tiền Giang thì kem lớn đang được mua với mức giá là 20, kem nhỏ là 9.000 rồi bà con. Đó. Còn tại Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh, kem lớn là 19, kem nhỏ là 8. Kênh cập nhật cho bà con giá anh em thương lái cắt tại vườn nha bà con. Bán tại vườn thì chắc chắn giá sẽ cao hơn nữa. Đó. Giá tại khu vực Tiền Giang thì lúc nào cũng nhỉnh hơn những khu vực khác, tại vì hầu hết các cái vựa lớn, vựa cái đều nằm ở đây cả. Bà con lưu ý. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh cũng như có thể bình luận vào kênh để trao đổi thêm. Xin kính chào.